Ngày 1 tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT BCA quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, trong đó cho phép đăng ký xe tại nơi tạm trú. Theo đó tại điều 4 Thông tư 24/2023/TT BCA quy định, Cục Cảnh sát giao thông đăng ký xe của Bộ Công an, xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này. Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó. Phòng cảnh sát giao thông đăng ký các loại xe gồm xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô của tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh nơi phòng cảnh sát giao thông đặt trụ sở. Đối với cấp xã có số lượng xe mô tô đăng ký mới dưới 150 xe trên một năm, giao công an xã đó trực tiếp đăng ký xe hoặc giao cho công an huyện, thị xã, thành phố hoặc công an cấp xã đã được phân cấp đăng ký xe, tổ chức đăng ký xe theo cụm. Đối với cấp xã có số lượng xe vượt quá khả năng đăng ký của công an cấp xã, thì ngoài công an cấp xã đó trực tiếp đăng ký xe, có thể giao công an huyện, thị xã, thành phố, công an cấp xã liền kề, đã được phân cấp đăng ký xe, hỗ trợ đăng ký xe theo cụm cho tổ chức cá nhân trong nước có trụ sở nơi cư trú tại địa bàn. Cơ quan đăng ký xe phải có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí địa điểm thuận tiện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, ưu tiên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký trên cổng dịch vụ công. Địa điểm đăng ký phải có hồ sơ chỉ dẫn, lịch tiếp dân, biển chức danh của cán bộ đăng ký, có chỗ ngồi, chỗ để xe, có hòm thư góp ý và niêm yết công khai các quy định về thủ tục đăng ký xe, lệ phí đăng ký, các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký xe. Theo thông tư 24/2023/TT-BCA, chính thức được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Hiện nay, theo điều 3 thông tư 58/2020/TT-BCA được sửa đổi bởi thông tư 15/2022/TT-BCA thì chỉ được đăng ký xe tại nơi thường trú.